Huỳnh Anh trở lại trong dự án phim phát sóng giờ vàng VTV. Sau hơn 2 năm vắng bóng, nam diễn viên Huỳnh Anh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án phim mới của VTV có tựa đề Phía sau sự thật. Dự án phim Phía sau sự thật sẽ do hai đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương dàn dựng. Những thước phim vừa chính thức bấm máy ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng như Lương Thanh, Đỗ Duy Nam, Huyền Trang, Hoàng Long, Trương Hoàng và đặc biệt là sự trở lại của một trong những nam diễn viên có gương mặt đẹp nhất màn ảnh Việt, Huỳnh Anh. Được biết, bộ phim này thuộc thể loại chính luận, khai thác đề tài liên quan đến cảnh sát hình sự. Trong phim, Huỳnh Anh hóa thân vào vai nhân vật Tuấn, một chiến sĩ cảnh sát trẻ giỏi giang và trách nhiệm. Trước đó, Huỳnh Anh từng hào hứng chia sẻ tạo hình của mình trong vai diễn này và tiết lộ đây sẽ là một phiên bản mới được nâng cấp cao hơn. Nhân vật nghĩa chiến sĩ bộ đội biên phòng trong bộ phim truyền hình ngắn Tập Mùa Xuân ở lại từng phát sóng trên VTV. Trước vai diễn cảnh sát hình sự trong Phía sau sự thật, Huỳnh Anh cũng từng được khán giả yêu mến với diễn xuất tự nhiên trong nhiều bộ phim truyền hình như Tình khúc Bạch Dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận. Cách đây 3 năm, Huỳnh Anh từng chia sẻ về việc sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong vòng 3 năm để ra nước ngoài du học ngành đạo diễn. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên cho biết anh nhận được thư báo trúng tuyển vào trường đào tạo phim ảnh Toronto Film School từ đầu năm 2020. Và sẽ bắt đầu khóa học kéo dài 18 tháng tại đây bắt đầu từ tháng 10 cùng năm. Trong thời gian theo học tại đây, anh chỉ phải lo chi phí sinh hoạt, còn tiền học được miễn phí do dành học bổng. Nam diễn viên bày tỏ, anh mong muốn bồi dưỡng kỹ năng để theo đuổi con đường đạo diễn và mở rộng mối quan hệ với giới làm phim quốc tế. Sau khi du học trở về, Huỳnh Anh sẽ thử sức với vai trò đạo diễn. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên quyết định tạm gác kế hoạch này lại, mở rộng công việc kinh doanh sau khi đính hôn với bạn gái MC Bạch Lan Phương. Vai diễn gần nhất của anh là trong bộ phim truyền hình Lựa chọn số phận của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Mai Hồng Phong phát sóng năm 2020. Sau khi quen biết và gắn bó với Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh dành thời gian sống ở Hà Nội nhiều hơn mặc dù trước đó anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn xuất bên cạnh Huỳnh Anh trong dự án phim mới này là nữ diễn viên Lương Thanh. Cô được kỳ vọng sẽ mang tới một màu sắc mới so với những vai diễn trước đây của cô. Gần đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1996 tham gia hai vai phản diện trong hai bộ phim phát sóng cùng thời điểm là Dưới bóng cây, Hạnh phúc và Đừng nói khi yêu. Cùng với Phía sau sự thật, hiện trung tâm sản xuất phim truyền hình VFK cũng đang thực hiện một số dự án phim truyền hình khác là Món quà của cha, đạo diễn Vũ Minh Trí, Làng trong phố, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền và Ngao hoa lục sắc, đạo diễn Bùi Quốc Việt.